Xin chào tất cả bà con nha. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Việt Nam, nơi quy tụ hàng triệu mẫu nhà đẹp dành cho tất cả quý vị anh chị, quý bà con đang cần tìm nhà để an cư lạc nghiệp hoặc tìm mẫu nhà đẹp để xây cất. Thì ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cùng tham quan một căn nhà mới nhá. Một căn nhà mới mà bên Hội Bất Động Sản Việt Nam đang cần bán, đang cần thanh lý gấp. Thành ra quý cô chú anh chị nào mà có nhà ý đi coi nhà, đi mua nhà thì cứ liên hệ với Phương nên coi thực tế căn nhà này. Tại vì căn nhà này có một cái diện tích rất là lớn như quý vị, diện tích chiều ngang lên đến 5m2 luôn, và chiều sâu vô là 17m. Ở đây của chúng ta sẽ là cái nhà này sẽ là thổ cư hết nha quý vị. Nhà này thổ cư hết và được tặng khá là nhiều nội thất trong căn nhà này. Ví dụ như là bàn ghế này, rồi kệ tivi này đã được trang trí sẵn hết luôn. Rồi hệ thống cầu thang, tủ bếp đã nằm sẵn đầy đủ hết cho quý vị rồi. Nhà này quý vị chỉ cần xách vali vô ở thôi, và đặc biệt chỉ cần trả trước cho căn nhà này tầm khoảng động tầm 1 tỷ là quý vị có thể mua được căn nhà này rồi. Và bật mí một chút thì căn nhà này pháp lý là sổ hồng riêng có sẵn, mua bán quý vị có thể công chứng sang tên ngay. Nhà rất đẹp, trong tình trạng là mới nha quý vị. Đó, mới hoàn toàn. Và đặc biệt căn nhà này sẽ có một phòng ngủ ở dưới này. Đó quý vị thấy không, phòng ngủ ở dưới. Và ngay bây giờ Phương sẽ tiến ra bên ngoài để cho quý vị cùng tham quan tường tận chi tiết đường xá ở khu vực này. Và căn nhà này có vị trí tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương, trên đường Thủ Khoa Huân quý vị nhá. Quý vị anh chị, quý bà con có nhà cứ tới đường Thủ Khoa Huân nối dài với Lý Tự Trọng thì liên hệ với Phương, Phương đón quý vị đi coi nhà nhá. Căn nhà này có mặt tiền đường trước nhà đường 8m quý vị nhá. Đường 8m mặt tiền đường thông, có thể kinh doanh buôn bán. Và phía trước chúng ta ở kia sẽ là mặt tiền đường ra thông Thủ Khoa Huân quý vị nhá. Và nối này chúng ta sẽ đi vào trong khu dân cư. Khu dân cư ở quanh đây thì người ta đã ở rất là đông rồi. Kế bên thì có cả biệt thự nữa này. Đường ở đây thì sẽ tải tránh nhau thoải mái quý vị nhá. Đó, phía trước kia là Thủ Khoa Huân, chúng ta quẹo bên tay phải là chúng ta ra chợ Tân Phước Khánh quý vị nhá. Và đây là toàn cảnh không gian khu dân cư xung quanh của chúng ta đây. Và căn kia là căn ngày xưa Phương đã từng review rồi, và căn đó đã có chủ quý vị nhá, có chủ và đã bán rồi. Đó, đường này đi vào trong khu dân cư này. Đó, đường vào trong khu dân cư, trong đây có cả ngàn hộ dân, thành ra mình ở mặt tiền bên ngoài này có thể kinh doanh buôn bán vô tư quý vị nhá. Và đây là phần mặt tiền của căn nhà. Quý anh chị, quý bà con nào mà thấy đẹp thì có thể áp dụng xây theo. Đây là một mẫu nhà một đầu một trệt. Đó, thiết kế rất là kiên cố quý vị nhá. Một đầu một trệt, phong cách rất là đẹp. Mới, mặt tiền nhà phố quý vị nhá. Đó, cổng bên ngoài trang bị đầy đủ hết này. Ví dụ quý vị để ô tô này, để xe Honda trong nhà, trong sân vô tư thoải mái, không phải lăn tăn vấn đề gì cả. Và căn nhà này có cái sân để ô tô lên đến 7 chỗ vô tư thoải mái quý vị nhá. Quý vị thấy không? Có cái sân rất là rộng, rộng tới 5m2 và sâu vô cũng là 5m rưỡi luôn. Quý vị có thể để được cả 7 chỗ vô tư. Và hai bên quý vị thấy là đã được ôm nát rất là sạch sẽ không gian mặt tiền. Ví dụ như không gian này này là không gian trang trí như thế này, quý vị về có thể trang trí thêm một hàng chậu hoa cây cảnh ở không gian này cũng rất là đẹp đúng không? Ở đây có gắn sẵn đèn soi tranh các thứ đầy đủ hết, rồi trang trí đầy đủ hết cho quý vị luôn rồi. Và mặt tiền thì ốp full đá bóng kiêng hết, rất là sạch sẽ. Kể cả bên này cũng ốp nát hết đầy đủ hết luôn. Và cái nền của chúng ta đây sẽ ốp nát bằng gạch đá quý vị nhá, gạch đá khổ 50x50. Đó, một không gian sân rất là rộng rãi. Tiếp theo chúng ta tiến vô không gian bên trong nhà. Trong nhà thì trước khi vô phòng khách chúng ta sẽ có một lớp cửa nữa. Lớp cửa này sẽ là cửa sinh pha với kính cường lực nhá. Đó, tiến vô trong thì có một cấp nhấn như thế này này để ngăn cách giữa không gian sân để xe và phòng khách. Phòng khách của chúng ta đây cũng rất là rộng quý vị nhá, rất là rộng. Quý vị thấy ở đây thì bên em có kê sẵn một cái bộ bàn ghế salon cỡ lớn ở đây thì mà không gian vẫn còn rất là rộng rãi quý vị nhá, tại vì nhà mình tới 5m2 cơ mà, khổ rất là lớn luôn. Ở đây vách tivi thì bên em đã trang bị sẵn đầy đủ hết cho quý vị rồi, về chỉ có gắn tivi vô mà xài thôi, không phải làm thêm gì cả. Và trần ở đây thì quý vị thấy đi theo đường nối tân cổ điển nhá. Giữa trần có một cái đèn pha lê rất là sáng. Ở đây đèn thì em gắn sẵn đèn, nhưng mà quý vị anh chị, quý bà con nếu mà thích quạt thì vẫn có thể gắn được nhá. Và ở đây chúng ta sẽ có cái vách tivi rất là sang trọng này. Quý vị thấy là ở đây có ốp full hết luôn này, ốp lát hết các tấm PVC, các tấm nano và các đường chỉ phèo nhựa, ốp inox đầy đủ hết này. Nhìn rất là sạch sẽ quý vị nhá, không có bám bẩn vô tường. Trẻ em mà có bám vô tường cái là mình lau cái là sạch luôn. Đó, quý vị thấy không? Giờ ở đây chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế nữa. Bàn ghế này rất là xịn nha, quá đẽ luôn. Ngồi bộ bàn ghế này cực kỳ là đẽ và độ bền của nó dăm 70 năm vô tư thoải mái luôn. Tại vì cái này nó là gỗ gỗ cao cấp mà. Và chất liệu chính ở đây thì theo như Phương biết ở đây thì 100% chính xác là gỗ hương đá quý vị nhá, gỗ hương đá. Quý vị biết gỗ hương đá đấy nó còn mắc hơn cả gỗ gõ đỏ quý vị nhá. Nhưng mà cái này tặng kèm theo luôn cho quý vị luôn này.
Đấy. Và một cặp này nữa này. Bàn cộng với đôn dài. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái tủ gầm cầu thang, không gian tủ gầm cầu thang làm sẵn cho quý vị luôn. Về có thể trưng bày thêm rượu này hay là cái gì đó vẫn được. Cái bộ này quý vị để đây không được, không thích thì quý vị có thể là đưa ra không gian này cũng được này. Không gian này cho không gian kia nó rộng rãi. Tùy, tại vì nhà mình có không gian mà, quý vị để kiểu gì cũng được. Tại vì khi mà quý vị mua về thì nhà của quý vị thành ra quý vị có thể trang trí theo ý thích nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có không gian nhà bếp ở chân cầu thang như thế này. Chân cầu thang như thế này quý vị thấy cũng ốp hết, rất là sạch sẽ quý vị nhá. Ốp hết các tấm nano. Các tấm nano như thế này thì nó rất là sạch sẽ này, độ bền theo thời gian rất là dài. Không cong vênh, không mối mọt cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Rất là dễ lau chùi, rất là dễ vệ sinh nhá. Gạch nền ở đây chúng ta sẽ có cái khổ gạch là 80x80 với đá bóng phiến hết luôn. Và cầu thang ở đây chúng ta sẽ có không gian cầu thang đi lên lầu trên. Ở đây chúng ta sẽ có gỗ gõ đỏ quý vị nhá, cầu thang full gỗ gõ đỏ luôn. Và có một cặp trụ rất là đã đời như thế này này, cặp trụ vuông như thế này quý vị nhá, trụ 20. Với chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không? Rất là đẹp này. Đấy, cầu thang này full đá luôn nhá. Đá ở đây thì đá này đá đen kim sa nhá, đá đen kim sa chân đen cổ trắng này. Tạo nét tạo kiểu nhưng rất là đẹp không quý vị. Không gian nhà bếp. Nhà bếp ở đây thì quý vị thấy là có một nhà bếp tương đối là rộng. Ở đây cái bộ bàn ăn tầm 4 ghế, 6 ghế cũng được. Cái một cái bàn mini nữa. Rất là sạch sẽ. Gọn gàng. Ở đây chúng ta sẽ có cái bàn bếp này. Bàn bếp ga chúng ta để bếp ga đây nhá. Khoan sẵn lỗ rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chậu rửa chén ở đây này, rất là gọn gàng ngăn nắp. Và tủ bếp ở đây chúng ta sẽ có một cái kệ trên như thế này. Đó, rất là đẹp. Mặt kệ bếp trên này thì quý vị thấy là có mặt cánh này có phủ acrylic nhá, rất là đẹp không quý vị. Và full mặt dựng bằng kính cường lực quý vị ạ. Màu HD07 rất là xinh xắn. Và trong này chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh ở các không gian gầm cầu thang như thế này này. Tận dụng tối ưu hóa không gian và diện tích của khu vực. Thành ra quý vị thấy không, chậu rửa mặt này, gương soi đầy đủ hết này. Và trong này nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm rất là to, rất là rộng này quý vị thấy. Cao ráo sạch sẽ. Rất là VIP quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy là có vòi tắm chân thuyền luôn này. Đấy, bốn cầu đình khối này, ốp nát cái tông màu gạch rất là dễ thương, rất là sạch sẽ, dễ lau chùi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến ra phía sau nhá. Phía sau này thì quý vị thấy là không gian vách tường này còn có trang trí một cái bức tranh 3D như thế này. Phủ acrylic rất là bóng quý vị nhá, rất là bóng và rất là sáng. Độ bền thì thiên thu rồi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ ở lầu dưới. Đây một điểm cộng cho gia đình nào mà cần có phòng ngủ ở dưới dành cho gia đình. Có những người mà già yếu ấy, các cô các chú già yếu thì có thể nghỉ ngơi ở không gian này này. Rất là hợp lý đúng không? Cửa đây chúng ta sẽ có cửa nhựa composite nhá. Cửa này thì nó cũng đắt không thua kém gì cửa sinh pha. Một không gian phòng ngủ diện tích tầm 11-12m2 như thế này theo em nghĩ là thoải mái rồi. Kết hợp với một cái bộ tủ quần áo như thế này. Tủ áo 3 buồng nhá. Đây, tủ áo 3 buồng luôn. Bác nào mà thích làm tủ áo như thế này em làm cho nhá. Nhà có xưởng đóng tủ luôn. Xưởng đóng tủ quần áo luôn. Đóng giường cũng đóng luôn nhá quý vị. Tại vì tất cả những thứ đồ này là nhà chồng được. Cho nên là mình để đây mình làm quà tặng cho anh em nào mua nhà nhá. Trần rất là đẹp không quý vị. Cái giường ở đây còn thoải mái, một không gian này rất là rộng rãi nhá. Thoải mái luôn. Có cửa sổ luôn này, thoáng chưa? Rất là thoáng. Ok, và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân em Phương, chúng ta sẽ cùng khám phá lầu trên nhá. Bật mí lại một chút về diện tích của căn nhà này, có chiều ngang là lên đến 5m2 và chiều sâu vuông là 17m. Ở đây chúng ta sẽ có thổ cư đầy đủ hết. Nhà chúng ta giấy phép xây dựng và bản vẽ kỹ thuật cũng như là sổ hồng riêng đầy đủ hết. Không thiếu thứ gì cả, quý vị chỉ cần xách tiền lên, ok đặt cọc và dọn vô ở ngay thôi. Và căn nhà này thì quý vị sổ sẵn này, thành ra là thích vay ngân hàng thì vay vô tư. Tọa lạc tại ngã tư Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương quý vị nhá. Cách ngã tư Bình Chuẩn thì tầm mấy trăm mét thôi, đến một cây số thôi. Quý vị có nhà ý đi coi nhà thì cứ liên hệ với Phương để đi coi trực tiếp căn nhà này nhá. Đó, đây là không gian bên trên. Không gian trên này là một không gian, ở đây có một không gian nữa này. Chúng ta có thể làm phòng thờ ở đây cũng được, phòng thờ ở đây cũng được, trông tùy nhá. Nhưng mà phía cuối này chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa này. Quý vị thấy không, có một phòng ngủ luôn. Phòng ngủ rất đẹp. Cửa này quý vị thấy không, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Có luôn một cái bộ tủ quần áo lớn như thế này ở không gian này. Và chúng ta sẽ có một cái không gian nhà vệ sinh khép kín ở đây. Từ chậu rửa mặt, gương soi kết hợp với gương điện này. Ốp đạt rất là cao, rất là sạch sẽ, đầy đủ hết này.
rồi có cả sen thuyền này, rồi giá treo khăn tắm này, rất là tươm tất nhá. Và có cả bồn cầu đính khối này, rất là sạch sẽ luôn. Không gian này thì vợ chồng và sinh hoạt nghỉ ngơi đây rất là vừa vặn và rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ có một cái giường như thế này, giường 2 mét quý vị nhá. Còn dư một khoảng trống như thế này, quý vị có thể làm bàn trang điểm hoặc là kê một cái bàn làm việc ở đây cũng được. Dây chờ điều hòa có sẵn luôn. Đó, Phương review một cách chân thực nhất nhá, không có cắt sửa cảnh, không có quay chọn cảnh đẹp gì cả nhá. Và bật mí một chút về giá bán của siêu phẩm này. Lúc trước là 3 tỷ 6, 3 tỷ 7, nhưng bữa nay bên em chỉ bán 3 tỷ 290 triệu thôi. Quý vị hãy nhanh chân rảo bước liên hệ với Phương để đi coi thực tế căn nhà này. Một căn nhà rất là tuyệt vời như thế này, không có cái gì để phải chê gì cả. Căn nhà như thế này giá rất là tốt nhá, bữa nay là giá ngủ thành lý. Đấy, cho nên là rẻ được bao nhiêu nhá, mà diện tích lớn nữa, ngang 5m2 cơ mà chứ không phải 5m nhá. Và nhà vệ sinh trong kín luôn này, phòng ngủ to như thế này này, quý vị thấy không? Phòng ngủ to này, giường lớn này, một cái giường rất là lớn 2m này, và một cái bàn làm việc như thế này nữa. Chỉ với 3 tỷ 290 triệu thôi, quý vị sẽ sở hữu siêu phẩm này. Tủ quần áo kết hợp với này tủ tivi. Đấy quý vị thấy không? Rất là ngon này. Sách vali vô ở thôi, không phải làm thêm gì cả. Rất là đã đời. Đây, quý vị thấy dân cư xung quanh biệt thự ngay đối diện nhà mình này. À, ngay đối diện mình có cái biệt thự to chả bá này. À, cách ngã tư Bình Chuẩn thì tầm 700-800m thôi. Quý vị cứ tới ngã tư Bình Chuẩn alo cho Phương, ra Phương đón nhé, đường Thủ Khoa Huân nhá. Nối dài về Lý Tự Trọng. Nhà chỗ này thì chúng ta đi giao thương ra Thủ Dầu Một chỉ tầm 3 cây số thôi. 3-4 cây số thôi, 4 cây số là ra tới thành phố Thủ Dầu Một này, đại học Thủ Dầu Một này. Và chúng ta đi Sài Gòn Thủ Đức cũng chỉ tầm 15-20 cây thôi nhá quý vị nhá, 15-20 cây thôi. 20 cây thì chúng ta đi tới sân bay Tân Sơn Nhất mất rồi. Đó, còn 15 cây chúng ta đi tới Phạm Văn Đồng, chúng ta đi tới quận Bình Thạnh hay là quận 1 rồi nhá quý vị nhá. Rồi tới quận 9, quận Thủ Đức thì cũng chỉ tầm 15 cây đổ lại thôi, 10-15 cây thôi quý vị nhá. Rất là đắc địa rồi. Chúng ta ở đây nhưng mà đi nằm ở Sài Gòn vô tư thoải mái ấy. Dành cho quý cô chú nào ấy mà trên Sài Gòn ở chật chội quá đúng không? Thì mình lên đây mình mua căn nhà này, thì cái nhà mình trên đó mình có thể bán đi, mua căn nhà giá rẻ như thế này thôi, tiền dư một mớ để kinh doanh buôn bán hoặc để làm ăn, gửi ngân hàng ăn dần, không phải phụ thuộc con cái, rất là ngon đúng không? Nhà thì sổ sẵn luôn nhá, nên trên này thì ở toàn cái diện mà 5m thì 4m như thế này này, nhưng mà đây là 5m hơn 5m nhá, và rất là dài, rất là to. Ở đây thoải mái, sạch sẽ, ngay gần chợ, sinh hoạt cũng rất là tiện. Đó, nếu mà buồn buồn thì kinh doanh buôn bán tạp hóa ở đây cũng được. Xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại nhé. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nhé. Nhà rất là đẹp và tình trạng mới 100, đã còn rất là mới nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, rồi ok. Xin cảm ơn. Và nếu mà bà con thấy đẹp thì đừng quên tặng cho Phương một like nhé. Tiếc gì một like cho căn nhà đẹp như thế này, Phương sẽ quay thêm nhiều các mẫu nhà đẹp khác cho quý vị cùng tham quan miễn phí. Xin cảm ơn và cảm ơn nhá. Đó, cam kết sản phẩm thật nhá, giá trị thật thì không có đăng linh tinh đâu. Phương đăng thực tế thì bán sao thì Phương đăng vậy thôi. Chứ không phải lên thì căn nhà khác hoặc là căn này bán rồi. Hiện tại đang còn nha quý vị, và sổ sẵn quý vị có thể công chứng sang tên ngay được. Xin cảm ơn và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhá, để chúng ta sẽ luôn nhận được các mẫu nhà mới nhất của bên anh em Hội Bất Động Sản Việt Nam. Bữa nay toàn hàng ngộp thôi, thành ra Phương sẽ quay cho quý vị những căn nhà giá tốt nhất, giá của 2-3 năm về trước nhé quý vị. Đó, rất là hời nhé. Xin cảm ơn.